Tổng thống Nga Putin cho biết Moscow đang theo dõi sát những phát ngôn của lãnh đạo phương Tây về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo sau chuyến thăm Uzbekistan, Tổng thống Putin cảnh báo các thành viên NATO ở châu Âu đang đùa với lửa nếu để Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ từ phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhấn mạnh rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu. Tổng thống Putin tuyên bố, sự leo thang liên tục này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu những hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu Âu, Mỹ sẽ hành xử như thế nào khi xét đến sự ngang bằng của chúng tôi trong lĩnh vực vũ khí chiến lược? Điều đó rất khó nói. Họ có muốn xung đột toàn cầu không? Đại diện của các nước NATO, đặc biệt là ở châu Âu, phải nhận thức được họ đang chơi trò gì. Đề cập tới bình luận của ông Stoltenberg, Tổng thống Putin phát biểu, thành thật mà nói, tôi không biết Tổng thư ký NATO đang nói gì. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm rằng, ông Stoltenberg không hề mắc chứng mất trí nhớ khi ông ấy làm việc mang tính xây dựng với Nga, với tư cách là Thủ tướng Na Uy từ năm 2005 đến năm 2013. Theo ông Putin, các cuộc tấn công chính xác tầm xa cần có thiết bị trinh sát không gian, thứ mà Ukraine không có, nhưng Mỹ thì có. Việc nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công như vậy đã được các chuyên gia có trình độ cao từ phương Tây thực hiện mà không có sự tham gia của Ukraine. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, truyền thông phương Tây đang phớt lờ các cuộc tấn công của Ukraine và Belgorod và các khu vực khác của Nga dọc biên giới và chỉ tập trung vào bước tiến của Nga ở Kharkov. Khi được hỏi liệu Nga có từ chối đàm phán với Ukraine hay không, ông Putin khẳng định, chúng tôi không từ chối. Theo Tổng thống Putin, Ukraine đã ký kết một thỏa thuận với Nga vào tháng 3 năm 2022, nhưng sau đó Kiev công khai phá bỏ và từ chối đàm phán thêm. Ông cũng mô tả nỗ lực của Kiev tại hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ là nhằm đạt được sự ủng hộ của quốc tế đối với nền tảng hòa bình hoàn toàn phi thực tế và không hiệu quả. Mỹ, Đức nổi giận với Ukraine đe dọa cắt nguồn cung tên lửa Patriot. Theo báo BIN của Đức, Mỹ và Đức đã nổi giận với quân đội Ukraine vì họ đã tự ý sử dụng độc lập các hệ thống tên lửa Patriot do Đức cung cấp ít nhất là một lần. Điều này làm dấy lên những lời đe dọa từ cả Đức và Mỹ nhằm vào Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã sử dụng hệ thống Patriot do Đức cung cấp trong một cuộc tấn công độc lập nhắm vào Nga. Ngay sau đó, những cuộc gọi giận dữ từ Berlin và Washington đã được gửi đến Kiev. Mỹ và Đức đã đe dọa sẽ ngừng cung cấp tên lửa phòng không cho Ukraine nếu sự cố như vậy tái diễn. Ukraine cũng đã bị cấm sử dụng các hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất để chống lại các cuộc tấn công của máy bay Nga, buộc Kiev phải đợi cho đến khi máy bay Nga phóng tên lửa hành trình trước rồi mới được khai hỏa chống lại chúng trên không phận Ukraine. Nhà báo Đức nhấn mạnh, Nga hàng ngày tấn công khu vực Kharkov bằng hàng nghìn tên lửa và gần 5.000 quả đạn pháo. Tuy nhiên, Ukraine bị cấm đáp trả bằng bất kỳ loại đạn dược nào của phương Tây. Theo BIN, về mặt lý thuyết, nhiều căn cứ không quân của Nga nằm trong tầm bắn của vũ khí phương Tây cung cấp cho Kiev. Thế nhưng Ukraine bị cấm nhắm mục tiêu vào các căn cứ này. Ukraine cũng bị cấm sử dụng vũ khí phương Tây, ngay cả khi loại vũ khí này có thể đã được sử dụng để loại bỏ máy bay Nga đang đậu trên mặt đất. Trên thực tế, lệnh hạn chế của phương Tây gần đây đã được nới lỏng khi một số nguyên thủ quốc gia, bao gồm cả Thụy Điển, tuyên bố cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để chống lại các mục tiêu của Nga. Tuy nhiên, điều trớ trêu là nhiều loại vũ khí trong số đó lại sử dụng đạn dược của Mỹ. Hiện Washington cùng với Berlin vẫn phản đối các hoạt động như vậy. Thủ tướng Đức Scholz đã chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch được cho là của NATO nhằm thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine. Vào hôm Chủ nhật, Tổng thư ký NATO đã kêu gọi xem lại những hạn chế này vì ông cho rằng Ukraine đang chịu quá nhiều hạn chế và điều đó đang trói tay các lực lượng vũ trang Ukraine. Ông nêu rõ quyền tự vệ bao gồm quyền tấn công và các mục tiêu quân sự hợp pháp bên ngoài Ukraine. Đây là một phần của quyền tự vệ. Chúng tôi thấy rõ điều này trong các trận chiến ở Kharkov vì lực lượng Nga đang trên lãnh thổ Nga và đang tấn công lãnh thổ Ukraine gần biên giới. Tuy nhiên, lập trường của Đức vẫn không thay đổi. Thủ tướng Đức đã tuyên bố cuối tuần qua rằng Berlin có những quy tắc rõ ràng về quản lý và sử dụng vũ khí do Đức cung cấp đã được thống nhất với Ukraine. Mục đích cuối cùng của ông Scholz là ngăn chặn cuộc chiến này leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn. Mới đây, hãng tin RT của Nga đã công bố một đoạn video cho thấy một người lính Nga xông vào các vị trí của Ukraine và dọn sạch chiến hào. Đoạn video được chính người quân nhân quay lại. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa rõ chính xác clip được thực hiện ở đâu và khi nào. Đoạn video bắt đầu với cảnh người lính bước vào chiến hào. Sau đó, người đàn ông ném một quả lựu đạn, trong khi phía sau vang lên một tiếng nổ. Tiếp theo, người lính bước vào một hầm hào, nơi có một số binh lính Ukraine tử trận nằm cạnh các thùng đạn và một vũ khí chống tăng. Theo RT, hệ thống tên lửa dẫn đường chống thiết giáp NLAW của Thụy Điển, Anh và súng phóng lựu AT-4 của Thụy Điển đã được quân đội Moscow tìm thấy trong chiến hào.
RT Russian cho biết, một người lính tử trận trong video được trang bị súng trường tấn công do Mỹ sản xuất và mặc đồng phục có phù hiệu của tiểu đoàn Telemark của Na Uy. Tuy nhiên, quốc tịch của người lính này vẫn chưa rõ ràng vì một số cửa hàng trực tuyến của Ukraine bán các miếng vá được mô phỏng theo trang phục của quân đội nước ngoài. Giống như nhiều nước NATO, Na Uy đã tài trợ vũ khí và thiết bị cho Ukraine cũng như huấn luyện lực lượng của Kiev. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 13.400 lính nước ngoài đã gia nhập quân đội Ukraine và hàng nghìn người trong số đó đã thiệt mạng. Những tuần gần đây được đánh dấu bằng giao tranh dữ dội ở Donbass, cũng như cuộc tấn công mới của Nga ở khu vực Kharkov, phía đông Ukraine, nơi quân đội Moscow đã chiếm giữ một số ngôi làng dọc biên giới. Chuyển sang một số các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Một chiếc trực thăng Mi-8 vừa qua đã gặp sự cố động cơ, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực gần sông Pacha, phía đông bắc tỉnh Leningrad của Nga. Mi-8, tên hiệu NATO, HIP, là một máy bay trực thăng lớn hai động cơ. Mẫu một động cơ đầu tiên, AI-24W8, cất cánh ngày 9 tháng 7 năm 1961. Chiếc thứ hai với hai động cơ, AI-24W, cất cánh lần đầu ngày 17 tháng 9 năm 1962. Sau khi được sửa đổi một số chi tiết, nó được đưa vào phục vụ trong không quân Xô Viết năm 1967 với cái tên Mi-8. Hiện những chiếc trực thăng Mi-8 vẫn tiếp tục được sản xuất với những nâng cấp mới để đáp ứng được yêu cầu chiến tranh hiện đại. Việc sản xuất liên tục trong suốt thời gian dài của loại trực thăng này cho thấy tính hữu dụng của một trong những huyền thoại trực thăng của Liên Xô. Tiêm kích tàng hình F-35B của không quân Mỹ vừa qua đã rơi bên ngoài sân bay ở bang New Mexico, bốc cháy dữ dội và bị phá hủy hoàn toàn. Theo đó, bốc cháy dữ dội, xe cứu hỏa sau đó đã phun bọt dập tắt ngọn lửa, nhưng chiếc F-35B đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết phi công bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu. Hai dân thường cũng được kiểm tra y tế gần khu vực máy bay rơi, nhưng không phải vào bệnh viện. F-35B là phiên bản tiêm kích tàng hình thế hệ 5 được phát triển cho thủy quân lục chiến Mỹ, nổi bật nhờ khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, cho phép nó hoạt động trên các tàu đổ bộ có sàn đáp nhỏ hơn tàu sân bay thông thường. Cảnh báo sốc, Mỹ có thể đang đánh lén giàn hạt nhân của Nga. Một phân tích do lực lượng vũ trang Áo công bố cảnh báo rằng, một cuộc tấn công được báo cáo của Ukraine nhắm vào các cơ sở radar cảnh báo sớm của Nga có thể đã được Mỹ chấp thuận và có nguy cơ leo thang hạt nhân. Theo hãng tin RT, các nguồn tin Ukraine tuần trước tuyên bố rằng Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công và địa điểm ở vùng Krasnodar, phía nam của Nga, gần thành phố Amaviv. Theo lời giải thích do đại tá Marcus Renier, được quân đội Áo đăng tải, hoạt động được cho là có ý nghĩa quan trọng vì cơ sở này là một phần của hệ thống radar hạt nhân của Nga. Ông Renier lập luận rằng việc tấn công trạm radar khó có thể mang lại giá trị quân sự trực tiếp cho Kiev. Ông nói rằng người ta có thể suy đoán rằng việc vô hiệu hóa nó sẽ làm giảm lượng thông tin tình báo mà Nga thu nhập về các vụ phóng tên lửa đạn đạo ATAC-MS do Mỹ tài trợ của Ukraine. Nhưng trạm này được thiết kế để phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bay ở độ cao hơn nhiều so với vũ khí chiến thuật mà Ukraine sử dụng. Chuyên gia này cho rằng vụ tấn công bị cáo buộc có thể là phản ứng do Mỹ trừng phạt đối với lời nhắc nhở của Moscow rằng nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong một số trường hợp nhất định. Các quan chức cấp cao của Ukraine và phương Tây gọi những tuyên bố đó là một hình thức tống tiền. Vào đầu tháng này, Tổng thống Vladimir Putin đã lệnh tập trận hạt nhân chiến thuật ở quân khu phía Nam, giáp biên giới với Ukraine. Moscow cho biết đây là động thái đáp trả trước những lời lẽ ngày càng thù địch của các quan chức phương Tây. Nhà phân tích quân sự cho rằng, nếu đúng như vậy, có thể rút ra hai kết luận. Thứ nhất, tình hình ở Ukraine cực kỳ nghiêm trọng. Và thứ hai, cuộc chiến tại Ukraine lại leo thang. Vị đại tá nói thêm rằng, một cuộc tấn công như vậy có thể đủ điều kiện để trả đũa bằng hạt nhân. Học thuyết hạt nhân của Nga thì nói rằng kho vũ khí hạt nhân của nước này có thể được sử dụng trong 4 tình huống. Một trong số đó là hành động của kẻ thù chống lại các cơ sở quân sự và chính phủ quan trọng của Nga. Việc vô hiệu hóa kho vũ khí này sẽ ngăn chặn phản ứng hạt nhân. Các trạm radar ngoài đường chân trời có nhiệm vụ phát hiện các vụ phóng ICBM và thông báo cho lãnh đạo quốc gia tại thời điểm đó họ sẽ đưa ra quyết định về việc có nên bắn trả hay không. Washington trước đây từng bị cáo buộc có hành động bên miệng hố chiến tranh với Nga. Một nhà báo điều tra đã tuyên bố rằng Mỹ đứng sau vụ đánh bom năm 2022 vào đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc, được xây dựng để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga trực tiếp đến Đức. Chính phủ Mỹ đã bác bỏ cáo buộc, thế nhưng Moscow cho biết họ thấy chúng đáng tin cậy.